Kính chào quý vị các bạn, quý vị và các bạn thân mến. Củ sen thì khi mà chế biến các món ăn thì đều đem rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn từ củ sen, đó chính là món